Trời ơi, đớt nhanh ra chứ. Hôm nay được ba đưa đi làm răng luôn hả? Vui không? Lần đầu tiên được ba đưa đi làm răng luôn đúng không? Lần đầu tiên gì? Không, tôi biết lần đầu tiên ngắt lâu gì kìa. Lần đầu tiên gì cơ? Có chồng? Có chồng mì thơm hả? Ủa chết đâu, bánh mì thơm là gì mà đứa lạnh quá. Ủa, hôm nay em gái nhỏ làm gì nhỏ răng hả Nguyên? Không làm chưa hả? Em lớn rồi, kiểm tra rồi em chưa làm. Cái nó kiểm tra hả? À, khi nào cần quá thì em... Đây cô xem thôi, ôi đừng ngồi đi, đừng có qua con coi. Đây làm sao? Niền răng từ bữa gì đó. Đây là đầu tiên đi tái khám lại. Chưa mà. Ừ, đúng rồi. Mấy bữa nay con gắn bao nhiêu lâu, ăn Tết tới giờ hả? Từ hồi niền tới giờ. Từ hồi niền tới giờ là bữa giờ là 4 tuần chưa gì Nguyên? 6 tuần. Chưa được 4 tuần hả? Nhưng mà con có thấy đau quá chịu không? Mở ra xem nè. Trời ơi, bây giờ nụ cười giống vậy chứ khoảng tầm coi. Mai mốt cái đẹp gái luôn cho coi nè. Dạ. Mai mốt mình mới lớn. Phương Minh. Biết là vậy. 6 tuần rồi, đúng 6 tuần rồi. Vậy mai bác kiểm tra. Mấy con có làm tiếp. Có đau gì không con? Bữa giờ gắn 6 tuần có đau gì không? Có ê gì không? Sao gì con không nói để mấy cô cho con sát. Cô ơi, cô Linh vô xin chú Xuân một miếng sáp đi. Để cho em đi, để đây. Không, thì cô cho xong sẵn nha. Rồi cái này cũng cầm sẵn trong người đó. Đây, bây giờ cô đưa sáp cho con nè. Đấy, con có sẵn cái sáp trong người nha. Khi nào mà con cởm á, giữa cái lợi của con với lại cái hàm răng nghe, tức là con dùng cái sáp vô. Cảm ơn cô. Đây sáp của Mỹ nha. Đây cô tặng con. Đây sáp này là con mỗi lần mà con thấy khó chịu quá là con nó hơi cứng. Đây là con lấy một xíu thôi, con dít lên, đúng không? Từ con chà vô, con lấy một ít thôi, con chà vô cái chỗ mà cái mắc cào của con á, được chưa? Con chà nó hết vào để khi nó khóc ra va chạm với kia nó không đau. Đồng ý không? Không sao hết, cái này không có vấn đề gì hết. Ăn nha bình thường nha. Con giữ đi, con giữ này giống như củ bấu của con vậy. Thường thường là mỗi thương lắm mấy trò đó. Có được xịt, ăn xong rồi đứng ra không xịt. Nhưng mà con phải biết đây, con phải vệ sinh nó đúng rồi đó. Nó hơi khó chịu đúng không? Nhưng mà con yên tâm, cứ ăn cả thế giới đi. Nó thèm cái cá Tây Ninh, bây giờ nó mới ngưng á. Ồ đúng rồi, nó Tây Ninh mới nhớ nha. Bữa nào đi Tây Ninh chuyến ha. Thực vi Tây Ninh mà, đất bằng mà. Khi nào anh đi thì suốt mà. Ủa có gì nổi hả? Chủ nhật là học ở Tây Ninh nè. Ủa chứ bữa anh nói có sự kiện nè, tụi trẻ làm Tây Ninh. Không, đó là trước đó là... Hay là giờ là mốt nữa liên kết anh có quỹ... Không, trước đó là khác rồi, chủ nhật là học ở Tây Ninh, tại Tây Ninh khác nữa. Vậy đó hả? Sao mà học ở Tây Ninh làm em, của em giới thiệu anh hai cái chị bên Tây Ninh, người Tây Ninh muốn chơi em. Giới thiệu cho qua bên Bina đó. Là làm gì? Thì người Tây Ninh thôi. Ủa đồng hương. Thì kinh doanh gì? Kinh doanh một chị là chuyên về giống như là bố giao răng, rồi một chị thì bán cái giống như là cái ống nước là cho cái phòng cháy cháy. Nhưng mà người ta nên giới thiệu đây hết, người ta nên giới thiệu đây hết, người ta là doanh nhân mà. Nhưng mà hội đồng hương là nó mở rộng mà, hội đồng hương là mở rộng, người ta nên là được hả? Đắc là có câu lạc bộ doanh nhân Tây Ninh đó mà. Ủa vậy hả? Ừ. Ồ, hành tráng vậy. Nếu gì không gì thay đổi, chủ nhật này có lưu quan phải nên được nè. Thì ổng liên tinh anh mà các bạn mà. Ừ, dạ. Vậy nên bí thư Thành ủy anh luôn qua phó thủ tướng Lê Tân Châu, bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ôi là có mấy anh đó luôn. Ngày mai chốt liền chắc. Dạ. Thì mấy ổng đang canh lịch. Ủa khi nào bạn lên được thì báo cho lên Bắc Phương nha. Dạ. Các bạn ơi. Dạ. Còn bạn nhỏ này bữa hổm về cái răng thì không có đau gì không? Thằng nó xuống cả hàng nè, bà xuống đang. Biết rồi, biết rồi. Đứa này. Con biết rồi, bữa nữa sao rồi? Từ từ mặt nó lùi ra. Con đụng mình nó đau hả? Nhưng con để bình yên, nó bình yên đúng không? Nhưng mà cuộc sống con nên bình yên đi, đừng đụng vô nó, phải không? Tại con chưa thay răng nên cái răng nó còn bao nhiêu mình để bao nhiêu con xài. Chứ con bây giờ con nhổ hết luôn là con cười lên, con cũng có cái gì. Hiểu không? Nó hơi bị ấy, nên thôi kệ, có chút chút cười lên, mắt con có điểm nhấn. Ha.
đưa chị khách đi, không bỏ 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 giỏ nào giỏ gì nào đưa cho. Thì bỏ gì bỏ nó cứ ra cái mặt đầu tới cục cặp nhà. Còn nghe con cho mình chạy con ra là chắc chắn con luôn là nó sẽ nó đâu rồi đó hơn, với lại là đánh răng sạch lúc đó liền thì thức ăn nó không có dính vô, không có mắc cài nha, nghĩa là nó không có bám cái răng của con. Thực ra là làm cái răng thì trong quá trình dùng mà mình liền răng á thì thỉnh thoảng nó phải đau, bởi vì khi nó đau thì nó có tác dụng là những cái răng nào siết lại nó kéo lại thì nó mới bằng răng đó. Đau thì đau mới là anh đắt cái này, anh đắt cắm len chứ. Trời ơi, bữa nào đánh rảnh á. Một cái, nhưng mà anh đắt cắm len là chắc không, anh đắt không không thứ mấy được ta? Thứ ba. Và tám chứ đi, mấy gì tính sao? Anh đắt còn cắm len thì anh đắt không nhậu đó. Thiệt mà. Cho về nhậu 550. Vậy hả? Ủa mà anh đắt cái dạo này anh đắt mua được ở đâu? Dạ đúng là tên làm không? Dạ dạ. Tại vì dạ em ra mũi dạo mắt thôi. Đâu rồi các bạn ơi? Trò nhìn đá thích ghê. Ở này mũi nước của nhà cô Kiều ở mấy ngày được không? Nhà tôi còn nhà con á. Cuối tuần không? Đi qua có em nữa, còn mấy tuổi? Minh Phương đúng không? Tuệ Minh, còn con nè Phương Minh. Tôi sắp tuổi hả? Ủa là sắp lên lớp 1 quá hả? Chưa lớp thì đưa lớp 1. Giờ mới 5 tuổi hả? Năm nay tháng 9 mới học đúng không? Tháng 5, tháng 9. Tháng 9 mới học. Tháng 5 gì mà? Tháng 8 bắt đầu học, tháng 5 trên đầu hồ sơ. Tháng 5 là kết thúc thôi, hiểu không? Cô lên bác sĩ được chưa vậy cô Thư? Cô lên. À sắp rồi, đang còn một bệnh nhân, con chờ chút nha. Nhưng mà bữa giờ đi học rồi mấy bạn chỉnh nha, mấy bạn là thấy chỉnh nha vậy mấy bạn có hỏi gì không? Nó hỏi là chừng nào mày xong rồi giới thiệu các bạn tới đây chứ. Dạ không, bạn con nó cũng đang niềm. Ồ vậy hả, cũng đang niềm mà. À nhưng mà niềm để cho mình đấy, niềm để cho mình có điều kiện hơn, với lại tuổi của con nó bây giờ niềm nó là nó mau đẹp nữa. Thì nó sợ không được vào, đúng không? Thế nên mình lên đây mình chờ bác sĩ ha. Đây, đi lên đi cô nha. Bà có lên không? Bà lên không? Bà lên chút chưa? Đâu, bà lên gặp bác chưa? Ủa giờ thì bao quá chừng bác đi gặp bác. Chúng ta gặp nhưng mà ngày xưa cô kể cho con nghe, ngày xưa cô còn nhỏ với con, người mà cô gọi là để mà mình nhớ rất là gọi là idol của mình là ba. Tại vì ba là cái người thứ nhất là phải vất vả nè, nên đi làm để làm gì, không phải ba đi làm tối ngày sáng đêm làm gì để nuôi mình, rồi sau đó ba đi làm kiếm cái đồng tiền thì mình để mình nuôi mình học, mình học xong rồi khi mình học để được gì, để cho ai cho ba hả? Cho mình đúng không? Tất nhiên là nhiều khi ba phải cố gắng, ba là hình ảnh, ba giống như là người ta hay nói là con gái là người yêu thích nhất của ba đấy rồi, còn hơn người yêu nữa. Đây, tụi mình ngồi đây, tụi mình ở nhà không, ngồi ai? Ở nhà.
chứ là thích nghệ nó không một ai bắt chu gia em răng của Phương Minh đây hả? Đây là những cái răng đây cô chị nha, đây là những cái răng ở phía trong đang chuẩn bị mọc lên. Đây là răng thật của con, đây là mốt con sẽ thay những răng đi. Sau đây là những cái răng thật nè, tức là con đang có mầm răng nè, là những cái mầm răng hết. Còn những cái răng này của con thay rồi, những cái răng cửa này răng vĩnh viễn nó xây đây thay rồi nên không còn mầm răng nữa. Còn cái răng này chưa thay nên còn mầm răng, còn răng nữa. Đó, còn nhiều. Còn Tuệ Minh là chưa thay gì luôn, đúng không? Chính ra mà sư con hơi bị lợi cái này nha, cái này nó hơi có nhỏ sớm. Ừ, đúng rồi, nó đang phải nhỏ sớm không? Mà không sao, bây giờ mình vẫn còn kịp, mình có gì đâu con, bình thường cũng vui mà. Ừ. Cho nên ra là cái này phần này thì vậy là mình đẩy mình phần đẩy răng lên đúng không? Rồi hết mình thay răng này đi thì sẽ đẩy răng mình lên. Bánh chén gì? Bánh chén trộn rồi đâu sao? Bánh chén trắng vậy hả? Trắng vậy đúng không? Bây giờ tôi Ninh chắc ăn dữ lắm ạ. Đó là đặc sản Tây Ninh hả ba? Ba đó, đặc sản bánh chả Tây Ninh là bánh chén đúng không? Bánh chén, bánh chén. Bánh chén, bánh chén vàng vàng đó à. Bánh chén là hồi đợt trước mà tôi đang được ghi bên con. Bánh chén thì con đâu có bà xanh. Trắng vàng là nổi tiếng rồi. Dạ. Bánh chén bữa trước con, con cho con. Ba mua chả hả? Làm sao mua đây? Mua chả màng hả? À, cô biết bánh này, bánh này cô có tôm chồng đúng không? Nhiều dễ đúng không? Dạ, chào bác đi. Con chào bác đi. Chào bác. Con ngồi ngoài. Bánh này kiểu không đi dậy nè. Dạ, xíu nữa em mới đi dậy bác. Dạ, chào bác nha. Đây là nghe rất nhiều, rất nhiều người đi hôm qua. Dạ. Là anh em mình đó. Ông xẻ rồi. À, bác có chia sẻ à? Chia sẻ rồi đi con. Lên ghế đi con. Ngồi lên. Sao? Người có đông nhất gì không? Hôm nay bạn hồng đường từ trên xuống đẹp vậy. Đứa trẻ thế này. Con thấy con có đông nhất gì không? Không nhất gì không? Dạ, lúc đầu thì con ăn không quen. Thích lắm, đi vô nói với bạn là mình được tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Mai Phương chỉnh nha cho mình, chỉnh răng cho mình. Kiểu tự hào lắm. Bác tự hào, sao là nằm vui lên đi con. Đứng lên con, xin lên cho bác xem. Các bạn con là chỉnh nha ở nhà hoa khác à? Bác làm gì bà xin răng cho con hả? Rồi bác gửi dây cung ra hả? Bây giờ bác làm gì bác quen không? Bác Phương ấm mắt cài, vừa chuẩn bị ấm mắt cài. Ấm mắt cài? Dạ, ấm mắt cài bố, cái là bố của em ăn sữa. Rồi làm gì nữa nghe? Dạ, xong nãy là mới nâng khớp cắn. À, nâng khớp cắn lên. Nâng khớp lên cho bé, xong vừa sẽ gắn mắt cài, ông bố nó nâng nè. À, giờ hai răng thôi. Tổng là 4 răng đó. 4 răng, à hai bên mỗi răng là 4 răng. Hai bên là 4 răng. Dạ. Rồi gắn thêm mắt cài đấy con. Gắn thêm một sàn kim cương đó, hiểu không? Là phải một cái là phải vệ sinh hơn nữa, phải kỹ hơn nữa nha. Đó mới được đó. Rồi, với lại bác đã dặn là vệ sinh cho nó kỹ, không có bị sâu răng. Phải kỹ ha. Rồi đang chờ bác đó còn. Tại sao em con nó bị sâu răng, bỏ sức răng rồi. Gì nữa đây? Đầu nó mới sinh ra, nó không bị răng. Sao đang không xinh mà. Nhưng mà đang có mốt là đẹp mà. Mới sinh ra là bị đen răng mà. Nó mất một phần luôn mẹ. Là không nha, bạn ăn kẹo nhiều. Con nhỏ là ra mẹ con sinh là mẹ con có dùng thuốc. Mẹ con mới sinh con. Còn em nói như mẹ không có uống thuốc. Mẹ em sinh là mẹ không có uống thuốc. Ừ. Mẹ uống thuốc nhiều rồi răng nó sẽ bị nhiễm tơ tra. Và cái răng của mình nó sẽ bị nhiễm tơ tra kháng sinh đó. Còn nếu không uống thì nó mới tốt cho răng. Ừ. Hồi xưa răng xuống học đẹp bây giờ răng. Đúng rồi. Ai hả, kêu con nhớ phải
chỗ mềm với điều kiện nhất nhâm nhâm cho nó mềm mềm nở luôn nha. Anh biết chọn đó mà nãy giờ phá cái chỗ nhà để ý nha, chắc tôi phải làm cái thumbnail của cái clip này nè. Sao ta, một chiếc em bé chỉnh nha rất thích ăn bánh tráng rộn quá được không, ổn định không chứ sao, chứ sao một chiếc em bé 12 tuổi hả, bao nhiêu cô quên rồi, người má 9 tuổi. 9 tuổi nói chuyện như là cô bé 12 tuổi, rất là tình cảm, rất là chi tiết luôn, rất là dễ thương luôn, và rất đặc biệt là nhớ rất là dai nữa, các cô nữa, nhớ cô anh là Kiều rồi, nhớ cô anh là Dung luôn. Cô này cô Kiều, cô Dung đây, cô này cô Kiều, cô Kiều đúng rồi. Sao biết hay dính nhỉ? Con biết cô Dung nên con biết cô Kiều. Bây giờ biết cô Dung, biết cô Kiều đúng rồi. Tại cái đợt mình gặp nhau Nha Trang nhớ không? Nhớ. Lâu lắm rồi. Rồi hôm nào có đi công tác với ba không? Dạ chắc không, giờ lo ôn thư. Bác làm nè, bye bye con nha, nhiều bye con. Gắn thêm mắc cà hôm nay, bác nâng khớp cho con. Rồi, bác hẹn con 4 tuần nữa. Một tháng nữa nha ba lắc. Nhân bà con, nhân bà con. Nhưng mà con ví dụ như mình cười tươi được không? Đó, cười tươi vừa rồi đến gái nữa. Rồi, bây giờ đi về với má đất đặt xe. Dạ, yeah, anh đặt. Rồi, đi về là sung sướng rồi. Giờ nói cho nghe tới thời điểm này, hiện giờ có thức chỉnh nha không? Có hả? Thức chỉnh nha. Vì sao vậy? Nó cho mình đều đều lấy sao? Để mình đều gái không? Đúng rồi. Ừ, ok. Phải mà hôm nay cô không muốn đi dạy là mình đi ăn với nhau rồi. Thôi vậy, để ba lắc đưa về ba lắc. Ồ, cho ấy ăn gì nha ba lắc. Ba đưa đi ăn rồi. Dạ ba đưa đi ăn, chắc hôm nay ăn dạ, ngon ba đưa quá đi ăn rồi. Hôm mới gắn thêm bắp cài chắc hôm nay ăn của mình đưa ngon ngon luôn. Đi ra ăn về nhà. Ba quay ăn món cá. Hay về nhà, ba cút đồ về nhà ăn. Chào bác. Ăn gì cũng được. Chào bác đi. Cảm ơn nha. Cứ sau gắn. Cảm ơn bác nhiều nha. Đâu có gì đâu. Chỉ có nhắc nó chảy răng kỹ đi không điều chỉnh xong rồi lời sâu đời nó răng người bác. Đây dạ. Là được coi như công cốc. Dạ. Vâng. Em bé ngoan lắm mà. Dạ, đó nghe không? Dạ, đó nghe không? Dạ, đó nghe không? Dạ, đó nghe không? Dạ, dạ. Rồi đi, mình đi xuống dưới. Đi. Dạ. Dạ, dạ. Được ba. Bắt đầu nổ. Chị hết. Bắt đầu nổ là nghe vòng xoay đúng không? Dạ. Nghe vòng xoay điện phủ không? Hồi xưa không có xe đó. Nè. Đây. Chờ một xíu. Đi xuống vòng xoay đá đó. Đi dừng lại. Đi dừng lại. Đi dừng lại. Đi dừng lại. Đây con, đúng đây con, đúng đây con mình. Ok. Đây. Xong. Đây mấy cô ơi. Em đã làm xong rồi. Đây. Trời ơi. Đây. Rồi. Qua đây, Tụi Minh với Tụi Minh nè. Nói cho cô nghe cái cảnh miệng về nhà. Sao đây? Em nghĩ cho qua sao? Tắt cái nhạc luôn đi chị ơi. Dạ, em chào bác. Chào bác. Cảm nhận sao nè? Sắp sửa đẹp rồi. Thì có tự tin hơn không? Rồi, tự tin hơn. Gì nữa? Thấy bác sĩ gì sao? Mấy cô chú ở đây sao? Cái cậu cha nó nói chuyện cho em. Bác sĩ ở đây với lại mấy cô chú ở đây dễ thương. Dễ thương. Con dễ thương nên con gặp toàn người dễ thương không biết không? Đang báo tuổi trẻ. Đang báo tuổi trẻ liền. Ngay mình cảm ơn. Thôi chắc có lẽ là mình sẽ cái clip ở đây là một quá trình của Phương Minh được được ba rất là đặc biệt, là lần đầu tiên ba dẫn đi khám răng. Rồi sau đó ba mặc dù rất là bận rộn, ba dẫn em đi khám răng ngày hôm nay, ngày gắn mắc cài rất là đặc biệt của em.
em được gắn thêm 4 cái mắc cài và nâng khớp cắn cho em để có đủ cái khớp cắn giữ những răng với nhau và xếp lại cái răng đó. Rồi có thêm sự ủng hộ của Tuệ Minh nữa ha. Rồi chắc là lẽ là mình chào tạm biệt đi, chào tạm biệt cả nhà đi. Dạ, xin chào. Nhà khoa Anna thì có trụ sở tại số 28, số 30, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10. Các anh chị đến thăm khám tại nhà khoa Anna thì sẽ trải qua những cái quy trình như sau. Thứ nhất đó chính là làm hồ sơ thăm khám, sau đó là chụp phim CT toàn hàm. Hiện nay khi cái ghép implant tại nhà khoa Anna thì sẽ có trực tiếp tiến sĩ Hồ Nguyễn Thanh Trơn sẽ trực tiếp cái ghép. Tận tâm hết sức, làm giống như là vỗ về mình hết sức vậy đó, không có sự an tâm. Hiện tại thì Long rất là hài lòng những cái bộ răng của Long, im nè, không có đau nè. Cho nên bây giờ Long không có đẹp mà cứ nói nè, nằm xuống mà để cho bác sĩ chăm sóc răng á thì Long không còn sợ nữa. Đến với nhà khoa Anna quý vị nha, quý vị sẽ cảm thấy có một nụ cười thật thoải mái, thật tự tin và thật xinh đẹp. Giờ nó rất là chắc chắn, vừa đẹp vừa chắc chắn nữa. Cái công nghệ hiện đại đó, vô rất là nhẹ nhàng khi đi ra đi về, mặt mày bình thường vui vẻ không có sao hết. Tất cả các bạn có thể yên tâm mà đến Anna nha khoa để làm cho mình có một bộ hàm răng trắng sáng đẹp, không tốn thời gian và không đau nha các bạn. Giống thiệt chứ chị? Trời ơi, người ta là phải để xí thiệt không ai biết chứ. Ngày xưa với ba mẹ với ông bà mình ít có cái quan niệm mà đi khám để mình phòng ngừa trước. Dạ yeah, dạ. Yeah. Chỉ khi nào mà cảm thấy bệnh á, bệnh mà đau mà chịu hết nổi mắt đi khám rồi chữa. Tôi vừa thấy sao ông bà cô chú anh chị mình ở nước ngoài Việt Kiều á là về đây làm răng nè, làm thẩm mỹ nhiều lắm, nhiều bà cô chú anh chị hỏi lắm. Nói chung cũng phải đi khám để có bệnh răng được điều trị. Thay mặt cho nha khoa Anna, Dung gửi lời cảm ơn tri ân đến toàn bộ khách hàng, bởi vì giữa hàng ngàn nha khoa mà bạn đã quyết định lựa chọn nha khoa Anna.